Hello, vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ dùng thử thách là cho Erling Haaland xuống bắt gôn nhé. Thì Erling Haaland đá ở vị trí tiền đạo thì nó quá là cháy trong màu áo của Manchester City anh em ạ. Điển hình là cuối tuần trước khi anh đã ghi được một cú hat-trick tiếp theo vào lưới của Manchester United và đã có 3 trận liên tiếp thi đấu trên sân nhà lập hat-trick rồi. Thì hôm nay mình sẽ cho anh xuống bắt gôn nhé. Thì đây là đội hình của mình để đi thi đấu. Alba, Van Dijk, Kune và Hakimi sẽ là 4 hậu vệ của chúng ta. 3 tiền vệ là Foden, Busquets và Modric. Trên hàng công là Messi, Ronaldo và Ousmane Dembele nha mọi người. Chúng ta đang ở thay quần thứ 12 anh em ạ. Và đối thủ của chúng ta là đối thủ đến từ Bắc Ninh FC. 99 Bắc Ninh, trọng chữ tình. Bắt tay đôi bạn gái. Rồi, chúng ta đứng thi đấu trên sân nhà. Mình sẽ cho góc nhìn cao hơn tí nhé. Và một trận đấu xin được phép bắt đầu. Đây là Messi, pha cướp bóng của Messi. Dembele không được. Robertson, rồi pha cướp bóng của Dembele. Tuy nhiên thì Robertson vẫn làm chủ tình hình. Đây là Phil Foden, một đường chuyền xuống dành cho đây là Erling Haaland, không qua được an bài của chúng ta. Messi, Ronaldo không qua được Koulibaly. Messi đã lấy được, Ronaldo đã lấy được bóng và đây là Messi. Dembele không được. Rất dày những cầu thủ của đội bạn. Robertson. Đây là Mane. Không được. Van Dijk của chúng ta đã thi đấu rất tốt. Anca Hakimi. Phá chuyền bóng dướn người của Hakimi, bóng đã đi ra biên. Koulibaly. Đây là Andy Robertson. Tốc độ của Robertson lại một đường thả bóng xuống dành cho Erling Haaland. Không được. Hakimi. Foden, nhưng Hakimi đã ngăn chặn tốt. Đây là Andy Robertson, một tình huống nguy hiểm. Mane, và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bạn. Sadio Mane đã là người mở tỷ số dành cho Bắc Ninh FC. Sau một tình huống quảng cáo và đã khiến trận đấu này trở nên lát, thì chúng ta đã nhận một bàn thua, khá đáng tiếc. Một đường chuyền xuống dành cho Ousmane Dembele. Dembele chuyền bóng vào cho Ronaldo, dứt điểm, tuyệt vời. Tỷ số là một đều dành cho các cầu thủ Việt Nam. Cristiano Ronaldo lại nổ súng trong màu áo của Việt Nam, trong khi Manchester United thì anh quá là chân gỗ. Một đều ở phút thứ 30 của trận đấu này. Đội bạn đã có một đường chuyền dài, tuy nhiên thì rất nguy hiểm. Một pha bóng lỗi của Erling Haaland. Nhưng rất may là không có cầu thủ nào của đội bạn có thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Và như vậy là đã có một tình huống phạm lỗi. Một quả đá phạt dành cho đội bạn và Pogba là người chuyền bóng. Không được. Rất nguy hiểm. Erling Haaland đã băng ra kịp thời. Đây là Messi. Và chuyền bóng đi ra biên của Lionel Messi. Của Erling Haaland. Đây là Pogba rồi. Alba, Ronaldo. Chúng ta làm gì? Không được. Rafael Varane. Một đường chuyền dài nhưng không quá khó với Van Dijk. Erling Haaland. Thực sự là Erling Haaland đá thì rất là hay luôn anh em ạ. Anh còn rất trẻ, tuy nhiên thì rất đáng tiếc là anh không được dự World Cup. Và hiện một trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1 đều. Đây là Koundé. Gì Haaland, đội tuyển Na Uy của Haaland có thể tham dự kỳ World Cup trên đất Qatar. Đây là Van Dijk. Perry. Kanté. Đội bạn chắc chắn là sẽ sử dụng nhiều tình huống sút xa khi đội bạn biết được đứng trong khung thành của chúng ta không phải là một thủ môn giỏi, rất nguy hiểm. Và vừa rồi là một pha cứu thua của Erling Haaland. Erling Haaland đã có một pha cứu thua tốt. Và người vừa dứt điểm đó chính là Sadio Mane. Đây là Robertson. Đấy, một đường chuyền dài không qua được Van Dijk. Đây là Messi. Tuy nhiên đường chuyền của Ronaldo dành cho Messi là quá tệ. Pogba, một đường chuyền dài xuống dành cho Sadio Mane. Tốc độ của Mane rất hay. Van Dijk đang ngăn chặn tình huống vừa rồi, nếu không thì là một tình huống rất nguy hiểm về phía khung thành của Erling Haaland. Đây là Messi.
phút thứ 70 rồi và tỷ số lúc này đang là 1-1. Erling Haaland thì đã có một tình huống cứu thua rất tốt. Kante, Haaland, Haaland của đội bạn nhé. Ronaldo, anh bảy dứt điểm không được. Cú đá của Ronaldo không qua được hàng phòng ngự của đội bạn và ngăn chặn tốt. Đây là Foden, Mane, cơ hội dành cho đội bạn. Để lấy Erling Haaland, Yusuf Kunde đang theo kèm Haaland, rất tốc độ nguy hiểm, rất may là không có bàn thắng. Tuy nhiên sẽ có một quả đá pen và thẻ đỏ dành cho Kunde. Cầu thủ của Barcelona đã phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi của Erling Haaland, khiến cho Erling Haaland của đội bạn phải chấn thương và Erling Haaland của chúng ta sẽ phải đối mặt với một quả đá phạt đền. Liệu rằng anh có cản phá được không? Vâng, và người thực hiện là Alisson, tuyệt vời. Đó là đẳng cấp của Erling Haaland. Mặc dù bắt gôn, tuy nhiên anh cũng rất đẳng cấp. Và như vậy là Messi đã phải rời sân và nhường vị trí cho Neymar. Bernardo Silva không được. Đây là Busquets, Ronaldo, phản công dành cho chúng ta. Neymar mới vào sân nên còn rất khỏe. Tốc độ của Neymar. Neymar làm gì? Ngoặt bóng dứt điểm chăng? Không được. Pha xử lý rất lỗi của Neymar. Koulibaly đã ngăn chặn trong tình huống vừa rồi, nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho đội bạn. Mane. Ba cầu thủ của chúng ta đang theo kèm Mane. Vâng, và đã ngăn chặn kịp rồi. Mane thực sự là một cầu thủ có tốc độ rất tốt. Và 90 phút trận đấu đã kết thúc. Xin mời anh em cùng bước đến hiệp phụ. Koulibaly, đây là Andy Robertson, N'Golo Kanté, tốc độ của Kanté và ngoặt bóng của Kanté. Đây là Robertson, tạt bóng, đánh đầu, rất nguy hiểm. Rất may là cú đánh đầu của Sadio Mane, bóng không đi vào trong khung thành của Erling Haaland. Nếu không thì là một tình huống rất nguy hiểm dành cho các cầu thủ Việt Nam. Và phạt bóng lỗi của Erling Haaland. Đây là Koulibaly, Robertson, Kanté. Van Dijk đã lấy được bóng rồi, nhưng một đường chuyền lỗi của Luka Modric. Và đây sẽ là cơ hội dành cho đội bạn, rất nguy hiểm. Romero Lukaku. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội bạn. Người lập công là Romero Lukaku. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc dành cho chúng ta khi đường chuyền lỗi của Luka Modric vô tình làm cho một tình huống phát xuống của Romero Lukaku trở nên rất thoáng. Tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ đội bạn. Pha lấy bóng tốt của Ronaldo, đây là cơ hội dành cho chúng ta. Ronaldo dứt điểm đi, không được. Nhưng đội bạn đã phạm lỗi và thẻ đỏ dành cho Eder Militao. Tuy nhiên thì Ronaldo đã bị chấn thương rồi anh em ạ. Rất đáng tiếc, một tình huống cố gắng dứt điểm của Ronaldo, nhưng Alisson đã ngăn chặn tốt. Neymar sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Liệu chúng ta có bàn thắng gỡ hòa hay không? Vào! 2-2 dành cho chúng ta. Neymar đã sút tung lưới Alisson. 2-2 rồi, tuyệt vời. Rất nhanh chóng, đội bạn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 thì chúng ta đã có được bàn thắng gỡ hòa 2-2. Đây là Hakimi, Dembele, tạt bóng, dứt điểm, không được. Đây là Mane, Pogba, Neymar, không được. Neymar chậm hơn cầu thủ của đội bạn một nhịp. Đây là Bernardo Silva, lại một đường truyền dài xuống. Ai đây? Lukaku không qua được Hogan Ba. Một hậu vệ cánh trái 1m71 đã ngăn chặn tốt một con quái vật trên hàng công của Inter Milan. Và hiệp phụ thứ hai đã kết thúc với tỷ số là 2-2. Xin mời anh em cùng bước đến loạt penalty căn não. Người thực hiện cú đá đầu tiên là Baker. Baker đã không thể ngăn chặn, không thể chiến thắng được Erling Haaland. Liệu rằng Erling Haaland có bắt pen tốt và cú đá đầu tiên của chúng ta cũng không thành công. Lukaku đối đầu với Haaland, tuyệt vời. Erling Haaland đang cho thấy rằng anh bắt pen rất cừ. Và đây là cú sút pen dành cho chúng ta, rất chính xác. Cầu thủ đội bạn đối đầu với Haaland, không được, tuyệt vời. Pha bay người cứu thua bắt pen rất tốt của Erling Haaland. Rồi,
chúng ta lại sút tung lưới của đội bạn và đội bạn vẫn chưa làm cách nào để có thể đá thành công một quả pen trong trận đấu này, và như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Và penalty căn não và Erling Haaland là người tỏa sáng nhất trận khi anh đã cản phá được đến 5 quả penalty. Nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là Andy Robertson của đội bạn. Thì anh em ạ, anh em thấy clip của mình như thế nào thì hãy bình luận xuống dưới video nha các bạn. Thì như anh em nào có những cái ý tưởng hay độc đáo gì về DGS22 thì anh em hãy bình luận xuống dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.